chào các bạn. Hôm nay công ty Thế giới Mã Vạch sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như mình sẽ in thử cho các bạn xem về chất lượng in của máy Toshiba B-EX6T này. Đây là bên trong của máy Toshiba B-EX6T. Thì phụ kiện đi kèm đầu tiên đây là các bạn có thể thấy là dây cáp kết nối bằng cáp kết nối USB. Đi kèm của Unitas, một hãng sản xuất dây cáp kết nối cũng nổi tiếng. Còn kèm bên theo bên trong là đĩa này gồm có driver cũng như là manual để hướng dẫn cho các bạn sử dụng và cài driver cho máy, và có file hướng dẫn sử dụng bên trong. Đi kèm nó là một cái manual guide này, trong này có các quy trình hướng dẫn cũng như là bảo quản, vệ sinh đầu in, cách bảo quản, cách sử dụng máy, cách lắp giấy mực cũng như là mọi cái các bạn có thể xem kỹ hơn. Đây. Những lưu ý khi sử dụng máy. Toshiba có manual hướng dẫn mình rất là kỹ. Bên kèm đó là nguồn điện được cắm trực tiếp vào máy. Rồi, mình sẽ mở vào cho các bạn xem ở bên trong máy nha. Thân máy. Đây là cái thân máy mình vừa lấy từ trong hộp máy ra. Thì các bạn có thể xem là cái máy Toshiba B-EX6T mới. Đây, các bạn có thể xem sơ qua một vòng cái máy. B-EX6T là dòng máy in công nghiệp. Có độ rộng đầu in lên tới 6 in và độ phân giải của nó cũng lên tới là 305 dpi. Nên lúc in là có độ bản in là có độ sắc nét cao. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong. Các bạn có thể thấy là bên trong nó có hướng dẫn lắp đặt giấy mực cho mình. Nhìn rất kỳ cao. Đây là khay đựng giấy, còn đây là hai trục mực, đây là trục thu, còn đây là cùng đầu in. Máy cũng được gói rất là kỹ, dán lại hết rồi. Nhìn qua được lót rất là kỹ càng. Trong quá trình vận chuyển mình yên tâm, không lo máy gì tác động bên ngoài nhiều. Vỏ máy cũng bằng kim loại nữa. Đặc biệt máy có hai cổng kết nối, đó là cổng USB và cổng LAN. Các bạn có thể thấy đây là cổng LAN, còn đây là cổng USB. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem về cái chất lượng của cái bản in của máy Toshiba B-EX6T này. Rất là êm. Mình vừa in ra tốc độ in của máy maximum có thể lên đến 12 in trên 1 giây. Vừa rồi mình đã review đập hộp cái máy Toshiba B-EX6T cho các bạn xem. Nếu các bạn cần biết thêm chi tiết gì về cái máy này, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế giới Mã Vạch. Thông tin mình để ở đường link bên dưới. Xin cảm ơn.